quân khổng lồ chuẩn bị đánh lớn Ukraine ngày đêm đào công sự Một triệu UAV có giúp Ukraine lội ngược dòng trong xung đột với Nga Ukraine xóa sổ một đơn vị bộ binh Nga bằng máy bay không người lái gần Adika Ông Medvedev nói các đại sứ EU nên bị trục xuất khỏi Nga Israel tố hơn 450 nhân viên cứu trợ Palestine là đặc vụ quân sự của Hamas. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay, bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, các lực lượng Nga mới đây đã tích lũy được một lực lượng khổng lồ gồm 122.000 binh sĩ trên mặt trận Liman, Kubiansk, nơi đang trở thành điểm nóng giao tranh trong những ngày qua để chuẩn bị cho một trận đánh lớn. Trong khi đó, phía Ukraine, nước này liên tục xây dựng các công sự nhằm ngăn chặn đà tiến của quân đội Nga ở một số khu vực phía tây Adipka. Giữa bối cảnh xung đột bước sang năm thứ ba, các lực lượng của Nga triển khai các hệ thống và quân số áp đảo nhằm xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Ukraine. Hiện nay, giao tranh đang diễn ra ác liệt ở Kubian, vùng Kharkov, đông bắc Ukraine, nơi có ý nghĩa hậu cần rất quan trọng đối với Nga do sở hữu mạng lưới đường sắt dài đặc kết nối Nga Ukraina. Phía Nga đang tăng cường lực lượng dự bị tới khu vực này, đồng thời triển khai lượng lớn khí tài khiến tình hình trở nên phức tạp. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, theo hướng Kubian, lực lượng Nga đã bắn phá các điểm tập trung quân lực và trang bị của lữ đoàn dù 25, lữ đoàn dù 95 và lữ đoàn bộ binh 141 của lực lượng vũ trang Ukraina tại các khu Tenny, Kubian, Peschanoze, Perestovoe và Petrovskoye. Theo đó, người phát ngôn của nhóm chiến lược tác chiến Khotitsia Ilya Zeplat cho biết trên truyền hình quốc gia Ukraine rằng Nga đã triển khai hơn 1.100 xe tăng, gần 2.000 xe chiến đấu bọc thép, hơn 1.000 hệ thống pháo và 400 hệ thống phóng tên lửa đa năng tại khu vực này. Ông Zeplat tuyên bố, đây không phải là tin tức mới đối với quân đội của chúng tôi. Nga đã bắt đầu tăng sự hiện diện quân sự đáng kể trên mặt trận Liman-Kubian trong một thời gian dài kể từ cuối mùa hè chúng tôi đã học được cách làm việc hiệu quả và kiềm hãm bước tiến của đối phương. Vị quan chức Ukraine nhấn mạnh, họ đang chuẩn bị các công trình phòng thủ và huấn luyện lực lượng tấn công. Mỗi đại đội thứ ba trong mỗi tiểu đoàn của Nga đều là đơn vị xung kích. Đây là những người lính xung kích liên tục tham gia vào các cuộc tấn công theo kiểu máy xay thịt. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, tính đến đầu tháng 2, khoảng 40.000 binh sĩ Nga, hơn 500 xe tăng và 650 xe chiến đấu bọc thép đã tập trung gần Kubyansk. Mặt khác, phía Ukraine, nước này cũng liên tục xây dựng công sự giữa lúc có ý kiến chỉ trích phòng tuyến của Kiev yếu kém sau khi để mất Adipka ở phía đông. Thủ tướng Ukraine Denis Mihan nói, Tôi rất tin tưởng và biết rằng Bộ Quốc phòng có kế hoạch toàn diện để tạo ra các tuyến công sự toàn diện. Công tác này được thực hiện hàng ngày. Ông Smihan nói thêm rằng, chính phủ Ukraine đã phân bổ 20 tỷ UAH 500 triệu đô la Mỹ cho việc xây dựng công sự trong năm nay. Ông Smihan nói, năm nay chính phủ thậm chí còn sẵn sàng chủ động tiếp tục phân bổ kinh phí để xây dựng các tuyến công sự vững chắc, không chỉ ở tuyến thứ nhất và thứ hai mà còn ở tuyến thứ ba và nếu cần cả tuyến thứ tư. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đang cho thấy vai trò của UAV trong giao tranh. Các lực lượng của Kiev sử dụng các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV cỡ nhỏ để phá hủy các xe tăng của Nga trên lãnh thổ Ukraine và sử dụng các vũ khí tầm xa để gây tổn thất cho các máy bay chiến đấu trên lãnh thổ Nga. Các cuộc tấn công UAV trong mùa đông năm 2023 của Kiev đã nhắm vào một số cơ sở lọc dầu và một nhà máy thép lớn nằm sâu trong lãnh thổ của Moscow. Các xuồng không người lái mang chất nổ cũng khiến nhiều tàu chiến Nga hư hại. Giữa bối cảnh xung đột bước sang năm thứ ba, Ukraine đang dựa vào UAV như một chiến lược chiến đấu với việc tăng cường sản xuất trong nước và dựa vào các đối tác phương Tây, hiện đang có kế hoạch vận chuyển cho nước này 1 triệu máy bay không người lái trong 12 tháng tới. Các UAV đang trở thành những công cụ linh hoạt có chi phí tương đối rẻ để ngăn chặn cuộc tiến công của quân đội Nga. Theo nhà quan sát Samuel Bendet thuộc CNA, một tổ chức nghiên cứu về an ninh tại Arlington, bang Virginia, những người điều khiển máy bay không người lái FPV đã triển khai phương tiện này dọc tiền tuyến để nhắm vào các binh sĩ của đối phương. Canada vừa qua đã thông báo sẽ cung cấp thêm 800 UAV để Ukraine có thể phát hiện các mục tiêu từ xa và tấn công chúng. Tuy nhiên, đó chỉ là con số nhỏ so với số lượng UAV mà Kiev muốn sở hữu. Một nhóm các nước phương Tây, trong đó có Latvia, Đức, Anh và Hà Lan đặt mục tiêu cung cấp 1 triệu UAV, bao gồm các máy bay không người lái FPV cỡ nhỏ cho Ukraine vào cuối tháng 2 năm sau. Trong khi đó, nhà quan sát Benet cho rằng con số 1 triệu UAV không phải là không thể tưởng tượng được vì Ukraine đã sản xuất được nhiều loại máy bay không người lái, trong đó có hàng nghìn chiếc có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa. Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi số Ukraine Mikhailo Fedorov gần đây nói với Reuters rằng Kiev đã đặt hàng sản xuất 300.000 máy bay không người lái năm 2023 và một phần ba số lượng này đã được đưa đến tiền tuyến. Ông cho biết con số trên không bao gồm sự đóng góp đáng kể các phương tiện từ các nhóm tình nguyện. Trước đó, hồi cuối tháng 2, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rostom Omerov cho rằng một nửa hỗ trợ quân sự phương Tây cho Ukraine đã không thể đến tay Kiev kịp thời, làm phức tạp nhiệm vụ của các nhà hoạch định quân sự và khiến nhiều binh sĩ thương vong trong cuộc xung đột với Nga. Ông nhấn mạnh mỗi đợt vận chuyển bị trì hoãn đồng nghĩa với tổn thất của quân đội Ukraine và làm nổi bật sức mạnh quân sự vượt trội của Nga. Đại tá Kristen Thompson, một thành viên quân sự của lực lượng không quân Mỹ tại Hội đồng quan hệ đối ngoại cho rằng việc sử dụng linh hoạt máy bay không người lái đã giúp Ukraine đối phó với các lực lượng của Nga. Khả năng của Ukraine trong việc tiếp nhận và huy động công nghệ máy bay không người lái thương mại, điều chỉnh máy bay không người lái trên thực địa dựa trên phản hồi thời gian thực và thay đổi chiến thuật để đánh bại các hệ thống chống máy bay không người lái đã được chứng minh là rất quan trọng đối với nỗ lực chiến đấu của nước này dự kiến máy bay không người lái sẽ tiếp tục là một phần quan trọng của quân đội ukraine trong thời gian tới tổng thống volodymyr zelensky đã tuyên bố thành lập một nhánh mới của quân đội tập trung vào máy bay không người lái những nhà quan sát quân sự bên ngoài ukraine cũng đang theo dõi những gì đang xảy ra trên chiến trường để đưa ra đánh giá về cuộc xung đột này cũng như hiệu quả của máy bay không người lái tháng trước quân đội mỹ cho biết họ sẽ ngừng nỗ lực phát triển máy bay trực thăng trinh sát thế hệ tiếp theo mặc dù cho đến nay họ đã chi 2 tỷ đô la Mỹ cho những nỗ lực này bởi các sự kiện ở Ukraine đã khiến dự án trên trở nên lỗi thời. Lữ đoàn tấn công độc lập số 3 của Ukraine vừa qua cho biết trong một tuyên bố rằng các máy bay không người lái của Ukraine đã phát hiện bộ binh Nga di chuyển qua các con đường có nhiều cây cối rậm rạp trong bóng tối lữ đoàn cho biết sư đoàn pháo tự hành của lữ đoàn sau đó đã bắn vào các vị trí của nga để lại đất cháy gần adipka quân đội ukraine sau đó đã chia sẻ một đoạn video quay ban đêm cho thấy cuộc tấn công bằng pháo binh các lực lượng nga đã tiến về phía tây kể từ khi moscow chiếm được adipka một thành phố đã tồn tại suốt một thập kỷ trên tiền tuyến ở miền đông ukraine và được coi là thành trì của ukraine trong những tuần kể từ khi lực lượng ukraine rút khỏi adipka quân đội ukraine cho biết họ đã rút khỏi một số ngôi làng phía tây thành phố bao gồm stepov lastokin và sivene việc chiếm giữ các khu định cư này giúp củng cố vị trí của nga xung quanh adipka ukraine nhanh chóng di chuyển đến các vị trí phòng thủ ở phía tây adipka nhưng hình ảnh vệ tinh do the new york times công bố trước đó cho thấy ukraine đã không xây được hệ thống phòng thủ mạnh mẽ chất lượng cao trên con đường của nga quân đội Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi 20 cuộc tấn công của Nga dọc theo khu vực tiền tuyến xung quanh Adipka, bao gồm cả ở Berdychi, phía tây làng Stepov trong thời gian qua. UAV đóng vai trò đáng kể trong xung đột Nga-Ukraine. UAV cảm tử là phương tiện bay không người lái, mang vũ khí. Loại UAV này được xem như một loại đạn dược lảng vàng trên không vì có khả năng chờ đợi trong khu vực được xác định là mục tiêu tiềm năng và chỉ tấn công khi xác định chính xác mục tiêu đối phương. UAV cảm tử được thiết kế để tấn công sâu bên trong phòng tuyến của đối phương và phát nổ khi lao vào mục tiêu. Đặc điểm này không giống các UAV quân sự truyền thống, có tốc độ cao hơn, kích thước lớn hơn, thường sẽ quay trở lại căn cứ sau khi phóng tên lửa. Gần đây nhất, Ukraine đã sử dụng 38 UAV tập kích bán đảo Crimea. Đây là một cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái UAV vào bán đảo này. Theo nhiều nhân chứng, họ nghe thấy một tiếng nổ từ thành phố cảng Feodosia trên bán đảo Crimea. Cùng thời điểm với cuộc tấn công, giao thông đường bộ gần Feodosia cũng bị hạn chế. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa công bố thiệt hại và thương vong về người trong cuộc tấn công trên. Phía Ukraine cũng chưa đưa ra thông tin về vụ việc này. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên không và trên biển ngày càng tăng của Ukraine đã khiến lực lượng Nga ở bán đảo Crimea chịu thiệt hại đáng kể như làm hư hỏng hoặc phá hủy các tàu và xưởng sửa chữa hải quân ở cảng Sevastopol, cũng như tấn công các tàu chiến Nga hoạt động trên biển đen thưa quý vị tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato vừa ra thông báo bắt đầu cuộc tập trận quân sự quy mô lớn trên lãnh thổ bắc âu trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở châu âu khi cuộc xung đột tại ukraine bước sang năm thứ ba trước tình hình này phía nga lập tức giám sát chặt chẽ cuộc tập trận coi đây là một động thái khiêu khích khi xung đột chưa có dấu hiệu kết thúc những cuộc tập trận quy mô lớn của nato sẽ củng cố sức mạnh liên minh và đóng vai trò gian đe trước các cuộc tấn công tiềm tàng từ bên ngoài tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vào ngày 4 tháng 3, khởi động cuộc tập trận quy mô kéo dài 2 tuần tại Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển. Anadolu đưa tin, theo thông báo của NATO, cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của hơn 20.000 binh sĩ tới từ 13 quốc gia. Cuộc tập trận do Na Uy dẫn đầu mang tên Phản ứng của Bắc Âu 2024, đánh dấu sự tham gia lớn nhất từ trước đến nay của Phần Lan trong một cuộc tập trận quân sự ở nước ngoài với hơn 4.000 binh sĩ nước này tham gia động thái trên diễn ra sau quyết định lịch sử của Helsinki gia nhập NATO vào tháng 4 năm ngoái. Từng được biết tới với tên gọi phản ứng lạnh, diễn ra 2 năm một lần, việc NATO đổi tên cuộc tập trận nhằm công nhận Phần Lan trở thành thành viên của Liên minh quân sự và Thụy Điển sẽ tham gia với tư cách là thành viên thứ 32. Phát biểu khai mạc cuộc tập trận, Tư lệnh Không quân Hoàng gia Na Uy, chuẩn tướng Tronsran cho biết, chúng ta cần có khả năng chống trả và ngăn chặn bất cứ ai cố gắng thách thức biên giới, các giá trị và nền dân chủ. Với tình hình an ninh hiện tại ở châu Âu, cuộc tập trận cực kỳ phù hợp và quan trọng hơn bao giờ hết. Tờ Guardian dẫn một tuyên bố của quân đội Na Uy khẳng định, với Phần Lan và sắp tới là Thụy Điển là các nước láng giềng đồng minh, cuộc tập trận góp phần thúc đẩy sự hội nhập Bắc Âu chặt chẽ hơn trong khuôn khổ NATO. Quân đội Na Uy cũng cho hay, tất cả các quốc gia liên quan, trong đó có Nga, đã được thông báo về cuộc tập trận. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grusko cho hay, Moscow đang giám sát cuộc tập trận và có tất cả các phương tiện cần thiết cho việc này đánh giá phản ứng của Bắc Âu 2024 mang tính chất đối đầu và khiêu khích. Thứ trưởng Grusko cho biết, bất kỳ cuộc tập trận nào đặc biệt diễn ra gần đường dây liên lạc đều làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố quân sự. Ông lưu ý, Moscow đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo khả năng phòng thủ của mình trong bối cảnh này. Theo hãng thông tấn Tass của Nga, thứ trưởng ngoại giao Nga Alexander Grusko ngày 4 tháng 3 thông tin với các phóng viên cho biết Moscow đang theo dõi cuộc tập trận Nordic Response 24, phản ứng Bắc Âu 2024 của NATO, trong đó có các thành viên mới là Phần Lan và Thụy Điển tham gia. Ông Grusko nêu rõ, quân đội Nga đang theo dõi họ, tất cả các phương tiện cần thiết đều sẵn sàng. Lập trường chính trị của chúng tôi rất rõ ràng, chúng tôi cho rằng những cuộc tập trận này mang tính chất thị uy và khiêu khích. Theo ông Grusko, bất kỳ cuộc tập trận quân sự nào, đặc biệt là gần chiến tuyến, đều làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố quân sự. Vì vậy, từ quan điểm đảm bảo khả năng phòng thủ của Nga, mọi biện pháp cần thiết đều được thực hiện. Ông Grusko lưu ý, tất cả hoạt động này đang làm suy yếu thêm an ninh châu Âu, tạo thêm rủi ro ở Bắc Âu. Trước đó, lực lượng không quân Phần Lan cho biết hơn 100 máy bay từ Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy và các quốc gia thành viên NATO khác sẽ tham gia cuộc tập trận Nordic Response 24. Cuộc tập trận quân sự sẽ được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 15 tháng 3 năm 2024 tại các khu vực phía Bắc của Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan. Theo đài truyền hình công cộng Phần Lan ILE, phản ứng Bắc Âu 2024 sẽ diễn ra trên bộ, trên biển và trên không, với sự tham gia của khoảng 20.000 binh sĩ từ 14 quốc gia. Cuộc tập trận do Uy dẫn đầu mang tên Phản ứng của Bắc Âu 2024 đánh dấu sự tham gia lớn nhất từ trước đến nay của Phần Lan trong một cuộc tập trận quân sự ở nước ngoài với hơn 4.000 binh sĩ nước này tham gia. Động thái trên diễn ra sau quyết định lịch sử của Helsinki gia nhập NATO vào tháng 4 năm ngoái, từng được biết đến với tên gọi phản ứng lạnh diễn ra hai năm một lần, việc NATO đổi tên cuộc tập trận nhằm công nhận Phần Lan trở thành thành viên của liên minh quân sự và Thụy Điển sẽ tham gia với tư cách là thành viên thứ 32. Phát biểu khai mạc cuộc tập trận, tư lệnh không quân Hoàng gia Na Uy, Chuẩn tướng Trond Strand cho biết: "Chúng ta cần có khả năng chống trả và ngăn chặn bất cứ ai cố gắng thách thức biên giới, các giá trị và nền dân chủ. Với tình hình an ninh hiện tại ở châu Âu, cuộc tập trận cực kỳ phù hợp và quan trọng hơn bao giờ hết." Tờ Guardian dẫn một tuyên bố của quân đội Na Uy khẳng định với Phần Lan và sắp tới là Thụy Điển là các nước láng giềng đồng minh. Cuộc tập trận góp phần thúc đẩy sự hội nhập Bắc Âu chặt chẽ hơn trong khuôn khổ NATO. Quân đội Na Uy cũng cho hay tất cả các quốc gia liên quan, trong đó có Nga, đã được thông báo về cuộc tập trận. Thưa quý vị, trong bối cảnh máy bay không người lái UAV của Ukraine ngày càng thâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga, các chuyên gia quân sự đã chú ý đến đặc thù chiến thuật và công nghệ sử dụng các thiết bị này của Ukraine. Vậy làm thế nào UAV của Ukraine có thể vượt hơn 1.000 km theo hãng tin Ria Novosti, chỉ huy đơn vị UAV của lực lượng vũ trang Nga có biệt danh là Lego đã chia sẻ những khía cạnh quan trọng cho phép UAV của Ukraine đi tới mục tiêu ở khoảng cách rất xa so với tiền tuyến. Trước đó, một số UAV của Ukraine đã vượt qua 1.250 km và tấn công một kho chứa dầu của Nga ở thành phố Saint Petersburg. Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược của Ukraine Oleksandr Kamyshin cho biết, UAV dùng để tấn công sang petersburg do nước này sản xuất với giá 350 đô la Mỹ quan chức ukraine tuyên bố từ giờ các cơ sở quân sự của nga ở saint petersburg và leningrad đều nằm trong tầm tay của lực lượng ukraine chỉ huy lego cho hay uav của ukraine có một điểm đặc biệt là khả năng di chuyển ở chế độ im lặng không phát ra tín hiệu radio vì thế việc phát hiện và chặn phương tiện này khá phức tạp người điều khiển uav này đặt điểm cuối tuyến cho máy bay và điều chỉnh chuyến bay bằng vệ tinh từ đó cho phép uav tiến đến mục tiêu được chỉ định với độ chính xác cao người này lưu ý hiệu quả của những máy bay không người lái như vậy không phụ thuộc vào động cơ, và nếu được cung cấp đủ nhiên liệu, các máy bay này có khả năng bay khắp toàn cầu. Các nhận xét trên được đưa ra sau sự cố ở Biskarevsky Prospect ở St. Petersburg, nơi các tòa nhà dân cư bị hư hại do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine Oleksandr Kamisin cho biết công nghệ máy bay không người lái UAV và ngành công nghiệp quốc phòng nội địa của Ukraine đang phát triển là nhân tố thay đổi diễn biến trên chiến trường. Điều này có thể giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột. Ông Kamisin cũng kêu gọi phương Tây làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ Ukraine giữ vững tiền tuyến trước lực lượng Nga trong bối cảnh cuộc xung đột đã bước sang năm thứ ba. Trả lời phỏng vấn The Independent, ông Kamisin cảnh báo rằng trong cuộc đấu pháo binh với Nga, Ukraine có thể cần số lượng đạn dược mà không một quốc gia nào có thể cung cấp được, kể cả Mỹ. Do vậy, khi cuộc xung đột bước sang năm thứ ba và vẫn chưa có hồi kết, Ukraine đang phát triển các phương tiện chiến đấu tiết kiệm chi phí hơn để giữ thế trận, đồng thời tối đa hóa việc sản xuất vũ khí trong nước. Sản lượng vũ khí nội địa của Ukraine đã tăng gấp 3 lần trong năm 2023 và có kế hoạch tăng gấp 6 lần trong năm nay. Ông Kamisin cho biết Ukraine đang nỗ lực trở thành quốc gia đi đầu về công nghệ máy bay không người lái, trong bối cảnh UAV đã trở thành vũ khí đóng vai trò quan trọng trên chiến trường. Vào tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra lệnh thành lập nhánh máy bay không người lái trong lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine cho rằng việc sản xuất UAV nội địa là rất quan trọng. Ông Kamisin cho hay, chúng tôi có thể sản xuất hơn 1 triệu UAV góc nhìn thứ nhất FPV trong năm nay, cùng 10.000 UAV tự sát tầm trung và ít nhất 1.000 phi cơ tầm xa với khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách trên 1.000 km. Đây là một yếu tố thay đổi diễn biến trên chiến trường. Hệ thống phòng thủ của chúng tôi cùng với lực lượng UAV mới được thành lập sẽ mang lại kết quả. Ukraine đã tích cực sử dụng UAV để tấn công các mục tiêu của Nga. Kiev tuyên bố UAV của họ đã làm hư hại và phá hủy hơn 5,5 tỷ đô la Mỹ thiết bị của Nga, bao gồm hơn 1.000 xe tăng, 1.600 xe bọc thép và gần 900 khẩu pháo. Khi các đồng minh phương Tây chưa thể ngay lập tức cung cấp các hệ thống phòng không hiện đại cho Ukraine, Kiev đã tìm cách bổ sung hệ thống phòng không lai ghép. Tổ hợp phòng không Franken kết hợp tên lửa của phương Tây với các bệ phóng và radar từ thời Liên Xô vẫn còn trong kho dự trữ của Ukraina, đã phát huy hiệu quả trên chiến trường. Ông Kamisin cho biết, Ukraina có một số khả năng để phát triển các công nghệ khi khí ép đang tích cực thử nghiệm các nguyên mẫu trong thời gian thực trên chiến trường. Trong tháng 2, chính phủ Anh cho biết, cuộc xung đột ở Ukraina đã cho thấy tầm quan trọng của UAV và tuyên bố sẽ đầu tư 4,5 tỷ bảng Anh vào UAV trong thập kỷ tới. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh UAV Lancet tấn công và phá hủy một khẩu pháo tự hành Zuzana do Slovakia sản xuất của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, những người điều khiển máy bay không người lại UAV Lancet của nhóm chiến đấu Đức đã phá hủy một khẩu pháo tự hành này. Khẩu pháo tự hành 155mm trên được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng để pháo kích các vị trí của quân đội Nga. Bộ Quốc phòng Nga giải thích rằng, sau khi máy bay không người lái tấn công, thuốc súng đã bốc cháy, dẫn đến phát nổ và phá hủy toàn bộ khẩu pháo tự hành. Sự xuất hiện và màn trình diễn của các máy bay không người lái UAV trên các chiến trường, đặc biệt là trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, đã cho thấy đây thực sự là tương lai của tác chiến hiện đại. Một trong những UAV nổi bật nhất trên chiến trường năm qua là Lancet do Nga sản xuất. Mẫu UAV Lancet của Nga đã thể hiện hiệu suất đáng kinh ngạc khi có thể phá hủy hàng loạt các mục tiêu từ khoảng cách xa, bao gồm cả xe tăng chiến đấu chủ lực, tiêm kích đậu trong căn cứ, pháo binh và hệ thống phòng không. Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, UAV đã chứng minh là một vũ khí mạnh mẽ, khó ngăn chặn và hiệu quả về chi phí trong việc tìm kiếm và tiêu diệt mục tiêu. UAV hoạt động chính xác, kích thước nhỏ, có thể tấn công mục tiêu với số lượng tương đối lớn và chi phí sản xuất thấp. Sự phổ biến của UAV trong xung đột đã thúc đẩy các bên tìm ra giải pháp đối phó với chúng. Gần đây, UAV Lancet của Nga đã được hiển thị tên mục tiêu như Leopard 2, T-72 hoặc trạm radar, cho thấy khả năng tự động nhận diện khí tài đối phương. Đoạn video được nhiều kênh Telegram quân sự của Nga chia sẻ cho thấy máy bay không người lái UAV Lancet khi bám bắt vật thể cần tấn công đã thể hiện tên cụ thể của mục tiêu như xe tăng Leopard 2, xe tăng T-72 hoặc RLC trạm radar AN/TPQ-50 thay vì dòng chữ khóa mục tiêu như trước. Biên tập viên David Hamling của Fox Nhận định tính năng khóa mục tiêu của Lancet dường như đã thông minh hơn. Điều này có thể báo trước cấp độ mới của trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ tác chiến. Moscow và liên tục cập nhật Lancet để thích nghi với tình hình chiến trường. Ví dụ, phiên bản cũ của Lancet nặng 11 kg có thể hoạt động tối đa tới 40 km. Ngay gần đây đã nâng cấp Lancet lên phiên bản mới có tầm bắn 80 km. Theo nhà sản xuất, Lancet có nhiều lợi thế so với các vũ khí khác. Thứ nhất, nó hoạt động theo cơ chế bay làng vàng, tức là luôn được triển khai trên không và sẵn sàng tấn công mục tiêu bất cứ lúc nào, kể cả mục tiêu di động như HIMARS. Điều này giúp tiết kiệm thời gian trong một cuộc chiến thực sự. Thứ hai, nó khá nhỏ, nhẹ, nên gần như tàng hình trước radar phòng không truyền thống. Thứ ba, giá thành của nó khá rẻ nếu so với các loại đạn tấn công chính xác cao truyền thống. Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, RUSI, cũng đánh giá chiến thắng trong xung đột Nga-Ukraine sẽ thuộc về bên nào thành công trong việc trang bị lượng lớn phương tiện bay không người lái tự động, đồng thời cho rằng phương Tây nên hỗ trợ nỗ lực của Ukraine theo hướng này. Lực lượng thiết giáp Nga đang tiến lên khi phải hứng chịu những tổn thất không hề nhỏ khi đối đầu những cụm phòng ngự của Ukraine. Lực lượng vũ trang Ukraine thông báo đã bắn hạ xe tăng T-90M Prorip và T-80BVM của Nga gần làng Tonenke thuộc khu vực Adipka. Điều này đã được đơn vị Shadow thông báo trên kênh Telegram của mình. Những phương tiện chiến đấu bị phá hủy ngay cổng làng. Sau đó, trang Osin đã xác định được tọa độ nơi phương tiện phá hủy 48.1347205. 37. .6605699. Hình ảnh ghi lại từ thực địa cho thấy xe tăng T90M và T80BVM bị cháy nặng từ bên trong nên có thể kết luận là chúng không thể phục hồi được. Được biết, xe tăng T80BV là phiên bản nâng cấp của xe tăng bay T80 được đưa vào phục vụ trong quân đội Liên Xô từ năm 1985. Xe được trang bị pháo nòng trơn 125mm với bộ nạp đạn tự động cho khả năng khai hỏa nhanh. T80BV có khả năng bắn khi đang chạy và bắn chính xác cả khi đang chạy với tốc độ 35 km/h. Xe tăng được trang bị giáp tổng hợp và giáp phản ứng nổ có khả năng bảo vệ tốt trước đạn chống tăng của đối phương. Theo thống kê của trang Osin Oryx dựa trên hình ảnh thu được trong cuộc chiến toàn diện, quân đội nga đã mất khoảng 67 chiếc T-90M ProRip. Con số này bao gồm cả phương tiện chiến đấu bị phá hủy, hư hỏng, bị bỏ rơi và bị bắt giữ trong khi đó nga đã mất ít nhất 128 chiếc t-80 bvm trong đó có 11 chiếc thuộc biến thể mới nhất sản xuất năm 2022 trước đó trong chuyến thăm nhà máy quân sự uran vagonzavod tổng thống nga putin đã từng ca ngợi xe tăng t-90 prorip đồng thời kêu gọi các kỹ sư và công nhân tiếp tục chế tạo phiên bản xe tăng mới và nâng cấp hơn cho quân đội ông putin nhận định t-90 là loại xe tăng tốt nhất thế giới mà không cường điệu lính tăng của chúng ta và đối thủ đều công nhận nó là loại xe tăng tốt nhất thế giới. Nga đã đưa tới chiến trường Ukraine xe tăng T-90M Prorip. Đây là phiên bản cải tiến uy lực của dòng xe tăng T-90 chủ lực của Nga được trang bị một tháp pháo hoàn toàn mới khác và một động cơ mạnh mẽ hơn. Prorip được trang bị hệ thống ngắm mới cho phép sử dụng vũ khí vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Một lợi thế của T-90M là có thể chia sẻ dữ liệu với các phương tiện khác trong thời gian thực. T-90M vượt trội đáng kể so với mẫu xe tăng tiền nhiệm T-90 nhờ hiệu quả chiến đấu trong khi vẫn giữ được những ưu điểm của mẫu xe trước. Theo trang tin The Kiev Independent, giới chức Ukraine sáng mùng 4 tháng 3 nói rằng trong 24 giờ trước đó, Nga đã tấn công nhắm vào 9 tỉnh ở Ukraine gồm Chernihiv, Sumy, Mykolaiv, Lugan, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kherson và Kharkov khiến một người thiệt mạng và 21 người bị thương. Thương vong được báo cáo ở các tỉnh Donetsk, Kherson và Kharkov. Trong khi đó, theo hãng tin TASS, tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga, giáp biên giới với Ukraine, ngày 4 tháng 3 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng trong 24 giờ, quân đội Ukraine đã bắn khoảng 80 quả đạn và tấn công vào tỉnh này bằng 4 máy bay không người lái UAV. Ông Gladkov viết rằng không có báo cáo về thương vong. Trong khi đó, theo Reuters, ngày 4 tháng 3, ông Dmitry Medvedev, phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga và là đồng minh của Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Ukraine là một phần của Nga và loại trừ các cuộc đàm phán hòa bình với giới lãnh đạo Ukraine hiện nay. Trong một bài phát biểu ở miền nam nước Nga, ông Medvedev còn nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục kế hoạch quân sự ở Ukraine cho đến khi đối phương chấp nhận thua cuộc. Ông còn nói rằng những gì ông gọi là phần lịch sử của nước Nga nên trở về với quê hương. Ngoài ra, ông Medvedev nói rằng tình hình hiện nay giữa Nga và Mỹ còn tồi tệ hơn cả cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba vào năm 1962. Cùng theo ông Medvedev, phương Tây nhận thức rõ về phạm vi biên giới chiến lược của Nga, tuy nhiên, họ phớt lờ các quy tắc lâu đời và tiến hành can thiệp địa chính trị, đầu tiên là ở Georgia, sau đó là Ukraina. Trước đó, trong thông điệp chúc mừng ngày lực lượng tác chiến đặc biệt ở Nga, tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sẽ tăng cường khả năng cơ động và năng lực tấn công của lực lượng hoạt động đặc biệt Nga. Tổng thống Vladimir Putin cũng nhấn mạnh, việc hiện đại hóa, nâng cao năng lực của lực lượng đặc nhiệm Nga là ưu tiên hàng đầu của quân đội nước này. Ông Putin nói, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường năng lực của lực lượng tác chiến đặc biệt, nâng cao khả năng cơ động và tấn công, đồng thời trang bị cho họ vũ khí và thiết bị thế hệ mới. Ông Putin cho biết thêm, nâng cao năng lực của lực lượng đặc nhiệm Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu cho sự phát triển lâu dài của lục quân và hải quân Nga. Lực lượng tác chiến đặc biệt của Nga là lực lượng luôn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu ở cấp độ chiến lược, được thành lập để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể và là một phần của lực lượng vũ trang Nga. Lực lượng đặc biệt Nga đã tham gia vào các hành động bí mật của Nga ở Syria trong thập kỷ qua. Kể từ năm 2022 khi Moscow phát động kế hoạch quân sự ở Ukraina, lực lượng này cũng đóng vai trò quan trọng. Ông Putin cho biết thêm ở những khu vực nguy hiểm nhất trên tiền tuyến, sâu trong phòng tuyến của đối phương trong các cuộc đột kích và tấn công chớp nhoáng, lực lượng đặc nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tạp chí Newsweek Mỹ cho biết, các tàu của Nga dường như đang hành động thận trọng hơn ở Biển Đen sau một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của thủy quân lục chiến Ukraine. Các cuộc tấn công của Kiev đã làm suy yếu lực lượng hải quân của Moscow trong khu vực. Người phát ngôn hải quân Ukraine Dmitry Pletenchuk cho hay, trong một sự cố gần đây, một nhóm tàu nga dường như đã tiếp cận eo biển Bosporus rồi bất ngờ quay đầu thay vì băng qua Crimea. Hạm đội Biển Đen đã trở thành mục tiêu của Ukraine khi kìm ép tìm cách đảo ngược việc sắp nhập Crimea vào năm 2014 của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Khu vực này đóng vai trò là trung tâm hậu cần của Moscow cho các lực lượng của nước này ở miền Nam Ukraine. Người phát ngôn Hải quân Ukraine, Dmitry Pletenchuk, cho biết trên truyền hình nước này rằng gần đây xảy ra một sự việc thú vị. Nga cử hai đơn vị tàu hộ tống của họ khỏi Bosporus. Việc này không xảy ra thường xuyên, chỉ khoảng mỗi tháng một lần. Khi di chuyển được một lúc, các tàu này sẽ quay đầu trở lại. Mặc dù không rõ động cơ của việc tàu quay đầu là gì, ông Pletenchuk suy đoán các chỉ huy của các tàu có thể đã được thông báo về một mối đe dọa và lưu ý rằng điều này thể hiện tín hiệu tích cực đối với Ukraine. Ông Pletenchuk lưu ý rằng động thái này thể hiện một xu hướng tích cực đối với Ukraine khi các cuộc tấn công gần đây của họ đã khiến người Nga trở nên e ngại thận trọng hơn trong các hoạt động ở Biển Đen. Trước đó, Zoruk Isik, một nhà quan sát eo biển Post Forest của OSINT, cũng chia sẻ trên X rằng rất kỳ lạ, tàu chở hàng Sparta 4 mang cờ Nga bị trừng phạt đã đi đến tận lối vào phía nam của Post Forest. sắp quá cảnh, nhưng sau đó tàu Sparta 4 lại đột ngột quay đầu và hướng tới Aegean. Sau đó, ông Isik cho biết trong một bài đăng trên X tiếp theo rằng tàu chở dầu rát của Nga thường vận chuyển nhiên liệu hàng không từ kho dầu ở Feodosia tới cho lực lượng không quân Nga hoạt động ở Syria, cũng có hành động quay đầu bí ẩn sau khi đã di chuyển đến tận Bosphorus. Tàu Nga đang không dám đi qua Biển Đen. Mặt khác, Ukraine không có lực lượng hải quân lớn, nhưng đã sử dụng máy bay không người lái một cách ấn tượng để thực hiện các cuộc tấn công kịch tính vào các tài sản của Nga ở Biển Đen. Nước này đã nhiều lần dùng CBB và các mẫu USV tự sát khác để tấn công mục tiêu Nga ở Biển Đen từ đầu xung đột phá hủy và gây hư hại nhiều chiến hạm đối phương. Gần nhất là vụ tập kích khiến tàu đổ bộ cơ lớn Sersa Kudikov của Nga chìm xuống biển. USV Sibib cũng được Ukraine sử dụng để nhắm vào cầu chiến lược cớt nối giữa bán đảo Crimea với lục địa Nga, khiến một nhịp cầu hư hại nặng. Giới chức Kiev hồi đầu tháng 2 cho biết, 40 tàu thuộc hạm đội biển đen Nga, tương đương khoảng một nửa lực lượng, đã bị loại khỏi vòng chiến từ đầu xung đột. Sau khi hứng chịu hàng loạt cuộc tập kích bằng USV, tên lửa và máy bay không người lái UAV của Ukraine, các cuộc tấn công từ xa của Kiev cũng được cho là đã khiến Moscow phải di rời nhiều tàu chiến ra khỏi bán đảo Crimea, cũng như phá thế phong tỏa về hàng hải của Nga ở Biển Đen. Liên quan tình hình Ukraine ngày 4 tháng 3, trên trang Telegram, Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky thông báo sẽ tiếp tục thay đổi nhiều vị trí lãnh đạo trong lực lượng vũ trang. Theo nhà lãnh đạo, mục đích của những cải tổ mới là nhằm đưa những chỉ huy chiến đấu thực tế từ chiến trường tham gia vào việc xây dựng các quyết sách, song ông không tiết lộ cụ thể về các thay đổi nhân sự. Chỉ trong thời gian ngắn trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine đã cách chức chỉ huy lực lượng hỗ trợ lực lượng vũ trang nước này, AFU, Dmitry Gerega và bổ nhiệm ông Alexander Ikoves thay thế. Hồi tháng 2, nội các Ukraine bãi nhiệm Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Quốc phòng Alexander Pavlyuk. Đáng kể nhất là đầu tháng 2, ông Zelensky cách chức Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzny và thay bằng tư lệnh lục quân Ukraine, Oleksandr Shishky. Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố nước này phải kiểm soát việc triển khai tên lửa tầm xa do đó không thể chuyển giao loại vũ khí này cho Ukraine. Ông Olaf Scholz nêu rõ, loại vũ khí có tầm bắn tới 500 km đòi hỏi phải sử dụng đúng cách và nếu muốn kiểm soát phải có sự hiện diện của binh sĩ Đức. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Đức nhắc lại rằng Berlin đã cam kết hỗ trợ quân sự 7 tỷ euro cho Ukraine trong năm nay cao hơn nhiều so với các nước châu Âu khác. Tên lửa Taurus trang bị động cơ phản lực cánh quạt Williams P8315 vận tốc tối đa 0,95m, gần 1.000 km một giờ, tầm bắn tối đa lên tới 500 km. Tuần trước, Thủ tướng Scholz đã bác bỏ khả năng gửi tên lửa Taurus tới Ukraine, cho rằng làm như vậy có nghĩa là Đức tham gia cuộc xung đột. Đức hiện là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ và đang tăng cường hỗ trợ hơn nữa trong năm nay. Truyền thông Đức đưa tin Bộ Quốc phòng Đức có ý định chi trả một phần đáng kể trong tổng chi phí liên quan thương vụ mua đạn pháo cho Ukraine, một dự án do Cộng hòa Séc dẫn dắt. Đây được coi là bước tiến quan trọng trong dự án cung cấp đạn pháo cho Ukraine. Dự án này thể hiện một sáng kiến hợp tác của châu Âu nhằm cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine, giúp tăng khả năng phòng thủ của nước này. Các loại đạn, đặc biệt là đạn pháo 155mm, được chọn vì khả năng tương thích với các hệ thống vũ khí lực lượng Ukraine hiện có. Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine Denis Mihan. Ngày mùng 4 tháng 3 cho biết, nước này dự kiến sẽ nhận được khoản hỗ trợ trị giá hơn 18 tỷ đô la Mỹ trong khuôn khổ thỏa thuận an ninh song phương được ký kết với 7 nước phương Tây là Đức, Anh, Canada, Đan Mạch, Italy, Hà Lan và Pháp. Các thỏa thuận này được ký kết với thời hạn 10 năm trở lên. Thủ tướng Simian cũng cho hay, các lực lượng Ukraine đang liên tục xây dựng các công sự nhằm tăng cường các tuyến phòng thủ trong nước. Chính phủ Ukraine đã phân bổ 20 tỷ hryvnia, khoảng 500 triệu đô la Mỹ cho việc củng cố công sự trong năm 2024. Các nước phương Tây cung cấp viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Điện Kremlin đã liên tục cảnh báo về việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev, cho rằng điều đó sẽ khiến xung đột hơn nữa. Thị trưởng thủ đô Kiev Vitaly Klitschko cho rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky sai lầm khi sa thải vị tổng tư lệnh nổi tiếng của các lực lượng vũ trang Ukraine. Tổng thống Zelensky tháng trước đã cách chức tướng Valery Zaluzny, viện dẫn lý do Ukraine cần phải thay đổi chiến lược. Tướng Alexander Sinsky được bổ nhiệm thay ông Zaluzny làm tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine. Thị trường Kiev đánh giá, trong hai năm đầu xảy ra xung đột với Nga, ông Zaluzny đã bảo vệ thành công đất nước trước đội quân lớn nhất và hùng mạnh nhất thế giới. Ông lưu ý thêm, người dân Ukraine coi vị tướng nổi tiếng này là người bảo vệ quan trọng nhất của quốc gia. Ông Klitschko nói tại cuộc phỏng vấn với một tờ báo của Ý rằng loại bỏ ông ấy, tức ông Zaluzny, là một sai lầm lớn. Chúng tôi cần đoàn kết xung quanh những người có sự ủng hộ cao nhất như tướng Zaluzny, người có tỷ lệ tín nhiệm cao nhất trong các cuộc thăm dò dư luận. Ông Klitschko, từng là nhà vô địch thế giới môn quyền Anh hạng nặng, giữ chức thị trưởng Kiev từ năm 2014 và là đối thủ chính trị của Tổng thống Zelensky. Tuy nhiên, những bình luận của ông cũng phản ánh sự bất mãn ngày càng gia tăng trong nội bộ Ukraine sau gần 2 năm xung đột ảnh hưởng và vị thế của tướng Zaluzny bắt đầu nổi lên từ khi Nga mở kế hoạch tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa ông và Tổng thống Zelensky bùng phát vào tháng 11 năm 2023 sau khi tư lệnh quân đội Ukraine nói kế hoạch phản công của Kiev đã lâm vào bế tắc và vấp phải chỉ trích gay gắt từ văn phòng Tổng thống. Bất đồng giữa hai bên sau đó tiếp tục bị nới rộng do tranh cãi về vấn đề huy động quân, khi tướng Zelensky muốn bổ sung thêm 450.000 đến 500.000 quân ra tiền tuyến, điều mà ông Zelensky phản đối. Trước đó, ông Zelensky được xem là nhân vật nổi bật hàng đầu của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Trong năm 2023, dưới sự chỉ huy của Zelensky, Ukraine đã tiến hành cuộc phản công mùa xuân bị trì hoãn nhiều lần và kết cục không giành được chiến thắng đột phá như năm trước đó. Sau khi ông Zaluzny rời chức, Ukraine tiếp tục mất thêm địa điểm chiến lược Adipka vào tay Nga. Trong khi đó, các ý kiến ủng hộ ông Zaluzny cho rằng đây là nhân vật quan trọng và có uy tín trong hàng ngũ quân đội cũng như với người dân Ukraine. Việc thay ông vì vậy sẽ tác động lên tâm lý binh sĩ. Ông Zaluzny được cho là có nhiều mâu thuẫn với Tổng thống Zelensky, đặc biệt vấn đề huy động quân. Bản thân ông Zaluzny muốn có số lượng binh lính nhiều hơn nhưng không được chấp thuận và giờ chuyện nhân sự đang là một trong những vấn đề nhức nhối của Ukraine. Ngoài việc hứng chỉ trích về vấn đề thay đổi tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Tổng thống Zelensky còn phải đối mặt với sự thất bại quân sự liên tiếp. Mới đây nhất, ông cho rằng các đồng minh NATO đã không tận tâm trong hỗ trợ quân sự cho Kiev, khiến Ukraine liên tiếp hứng chịu các thất bại trên chiến trường. Sputnik dẫn tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói, các đồng minh NATO của Kiev đang biến vấn đề viện trợ quân sự thành quân bài chính trị trong nước hơn là tìm cách hỗ trợ cho Ukraine. Ông cũng cảnh báo phương Tây sẽ sớm thấy hậu quả vì hành động này. Nhận xét của Tổng thống Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ chưa thể thông qua viện trợ quân sự bổ sung cho Kiev ước tính 61 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, các nước thành viên NATO cam kết viện trợ thêm 4,5 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine nhưng chưa được giải ngân. Các con số trên khác xa so với số tiền hơn 125 tỷ đô la Mỹ được chuyển cho Kiev trong 2 năm xung đột. Mọi việc càng trở nên khó khăn hơn khi Kiev đã sử dụng hết nguồn lực của nước này nhưng vẫn không thể đạt được các thay đổi tích cực trên chiến trường trong năm 2023. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác trên thế giới, thưa quý vị, cựu tổng thống Mỹ ông Donald Trump đã liên tiếp giành chiến thắng vòng sơ bộ Đảng Cộng hòa giúp gia tăng đáng kể số đại biểu mà ông Trump đang có. Tuy nhiên, điều này khiến ông có nguy cơ đánh mất nhóm cử tri độc lập quan trọng trước thềm bầu cử tháng 11. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4 tháng 3 giành chiến thắng cuộc họp kín của Đảng Cộng Hòa ở bang Bắc Dakota sau khi liên tiếp thắng vòng sơ bộ tại bang Missouri, Idaho và Michigan cuối tuần qua, giúp ông giành thêm những tấm vé đại biểu quan trọng của Đảng Cộng Hòa trong trạng đua nước rút vào siêu thứ ba ngày 5 tháng 3. Các chiến thắng ở bốn bang đã giúp tăng đáng kể số đại biểu mà ông Trump đang có từ 110 đại biểu lên 273. Những đại biểu này sẽ là người bầu ứng viên chính thức của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống. Chuỗi chiến thắng tiếp tục củng cố vị thế của ông trước đối thủ cuối cùng Nikki Haley. Ông Trump nói tại sự kiện vận động ở Richmond, bang Virginia rằng chúng tôi đang phóng như tên lửa đến mục tiêu giành đề cử Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, giới quan sát cảnh báo rủi ro đằng sau những thắng lợi như trẻ tre của ông Trump khi nhận thấy cựu tổng thống đang đánh mất nhóm cử tri ôn hòa và độc lập trong đảng, kết quả vòng sơ bộ đến nay cho thấy những cử tri này thích bất kỳ người nào ngoài ông Trump cho vị trí lãnh đạo ở phòng bầu dục. Giới quan sát lo ngại nhóm cử tri độc lập và ôn hòa có thể trở thành rào cản cho tham vọng nhà trắng của ông Trump khi họ có thể nhất quyết không bỏ phiếu cho cựu tổng thống ngay cả khi ông nhận đề cử của đảng. Những người ủng hộ ông Trump chỉ ra rằng kết quả thăm dò cho thấy tổng thống Joe Biden cũng không giành được tín nhiệm từ cử tri độc lập Cuộc khảo sát gần đây của NBC cho thấy tỷ lệ ủng hộ của nhóm này cho Tổng thống Mỹ chỉ là 27%. Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của ông Biden đang trông đợi vào một số cuộc đua ở các bang giao động. Trong bối cảnh cử tri phải làm quen lại với ông Trump, ý tưởng cựu Tổng thống trở thành ứng viên lần nữa, cũng như nhiều bản cáo trạng đang nhắm vào ông. Đường kim Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ đánh bại đối thủ ông Donald Trump lần nữa, nhưng cảnh báo có thể cựu Tổng thống sẽ không nhận thua dù thất cử trong cuộc phỏng vấn với tạp chí new yorker ông biden bảo vệ quyết định tranh cử nhiệm kỳ thứ hai bất chấp các cuộc thăm dò cho thấy cử tri ngày càng lo ngại về tuổi tác của ông ông biden nói nếu bạn nghĩ rằng bạn đang có lợi thế tốt nhất để đánh bại ai đó mà nếu người này thắng thì bản chất nước mỹ sẽ thay đổi bạn sẽ làm gì ông biden tuyên bố tôi là người duy nhất từng đánh bại ông ta và tôi sẽ đánh bại ông ta lần nữa tôi nghĩ ông ta sẽ làm bất cứ điều gì để giành chiến thắng nếu tôi thắng Tôi nghĩ là ông ta sẽ phản đối. Ông Biden nói như vậy trong cuộc phỏng vấn được thực hiện vào tháng 1 với tạp chí New Yorker. Có một lý do đơn giản khiến nhiều đảng viên Cộng hòa Mỹ chối bỏ đề nghị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về hàng tỷ đô la Mỹ vũ khí và đạn dược. Gửi thêm tiền của người đóng thuế Mỹ cho một cuộc xung đột ở rìa châu Âu là không phù hợp với lập trường nước Mỹ trên hết của một đảng do cựu Tổng thống Donald Trump thống trị, theo kênh CNN. Ông Trump là lãnh đạo Đảng Cộng Hòa thoát khỏi quá khứ theo chủ nghĩa quốc tế và đang tìm cách cản trở mục tiêu chính sách đối ngoại trọng tâm của đương kim Tổng thống Joe Biden liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh sự thất bại của ông trong việc ngăn chặn một cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới phía nam nước Mỹ. Những người thuộc Đảng Cộng Hòa ủng hộ ông Trump đã tập trung tranh luận ngắn nhưng kiên quyết rằng Mỹ không nên chi hàng tỷ đô la Mỹ ở nước ngoài liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine khi Washington đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng ở biên giới với Mexico. Điều này có thể làm tiêu tan hy vọng nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn từ Mỹ cho Ukraine. Theo tờ Nhật báo Phú trong nhiều tháng, việc Đảng Cộng hòa ngăn chặn gói hỗ trợ quân sự mới cho Kiev đã gây ra tình trạng thiếu đạn pháo trầm trọng trong các đơn vị Ukraine. Tại cuộc họp, hạ nghị sĩ Matt Gaetz của bang Florida, một người ủng hộ Trump mạnh mẽ, tuyên bố viện trợ của Mỹ cho Ukraine hiện đang đi vòng quanh các khu vực rửa tiền trên thế giới và cảnh báo rằng họ đã chi những khoản tiền khổng lồ cho một cuộc xung đột không có hồi kết khi được hỏi tại sao hiện nay có rất nhiều thành viên đảng cộng hòa phản đối việc tài trợ cho ukraine thượng nghị sĩ mcconnell chỉ ra tinh thần biệt lập vốn từ lâu đã trở thành một thế lực trong nền chính trị mỹ đặc biệt là trước thế chiến thứ hai và ảnh hưởng của ông trump ông mcconnell nói rằng người có khả năng được đề cử làm tổng thống của chúng tôi không nhiệt tình giúp đỡ ukraine ảnh hưởng của ông trump trong các cơ sở của đảng cộng hòa cũng giải thích lý do tại sao một số thượng nghị sĩ ủng hộ nhiều viện trợ hơn cho kiev lại bỏ phiếu phản đối dự luật an ninh biên giới trong đó có khoản tài trợ cho lực lượng vũ trang Ukraine. Điều này bắt nguồn từ sự thay đổi của đảng Cộng hòa với các nguyên tắc từ ủng hộ một chính sách đối ngoại toàn cầu hóa mạnh mẽ đang chuyển sang ủng hộ một cách tiếp cận mang tính giao dịch hơn đối với các nghĩa vụ của Mỹ ở nước ngoài, với nguyên nhân từ sự bất mãn ngày càng tăng của các cử tri Cộng hòa cấp tiến sau nhiều năm khủng hoảng kinh tế và các cuộc xung đột nước ngoài tốn kém. Bên cạnh đó, nhiều người ủng hộ ông Trump phản đối việc tài trợ thêm cho Ukraine, cho rằng cách tiếp cận này là một phần của nhu cầu tập trung vào Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Vance đảng viên Đảng Cộng hòa thuộc bang Ohio nói, Mỹ phải tập trung nhiều hơn vào Đông Á, đó sẽ là tương lai của chính sách đối ngoại của Mỹ trong 40 năm tới và châu Âu phải nhận thức được thực tế đó. Theo Brick Colby, chiến lược gia hàng đầu của Đảng Cộng hòa, trợ lý bộ trưởng quốc phòng trong chính quyền ông Trump cho rằng, sự suy giảm của cơ sở công nghiệp Mỹ và việc Mỹ không thể nhanh chóng bổ sung kho đạn dược đã cung cấp cho Ukraine đã hạn chế các lựa chọn chính sách đối ngoại của Mỹ. Các cuộc thăm dò cũng cho thấy sự ủng hộ của công chúng đối với các khoản đóng góp tài chính của Mỹ đối với cuộc xung đột đang giảm dần đặc biệt là trong các đảng viên cộng hòa. Khoảng 55% người Mỹ cho biết trong cuộc thăm dò của CNN gần đây rằng Quốc hội Mỹ không nên cấp thêm nguồn tài trợ để hỗ trợ Ukraine. Cuộc khảo sát cho thấy 71% đảng viên cộng hòa phản đối gói viện trợ mới. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, Nga sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng với Liên minh châu Âu. Ông Medvedev nói: "Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục chính sách hợp tác mang tính xây dựng với Liên minh châu Âu. Tôi xin nhắc lại rằng trong những năm tốt đẹp nhất thương mại của chúng tôi với Liên minh châu Âu lên tới 500 tỷ euro. Tuy nhiên, ông Dmitry Medvedev cho rằng, thay về việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Nga, châu Âu đã chọn hành động theo yêu cầu của Mỹ. Ông Dmitry Medvedev cho hay, các nước EU đã chọn con đường khác cho chính họ, hành động theo Mỹ. Theo yêu cầu của Mỹ, họ đang đặt cược vào sự đối đầu và phá hủy mọi thứ trong quan hệ với Nga, vốn rất khó khăn để tạo dựng. Tháng 10 năm ngoái, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nói Moscow và EU hiện là đối thủ thực sự Chứ không phải là láng giềng EU đã chi những khoản tiền khổng lồ Để duy trì an ninh của mình Nhưng lại mất đi Nga với tư cách là đối tác chiến lược dài hạn Theo ông Dmitry Medvedev Bruxelles đã bị ám ảnh Với việc xây dựng các thuyết âm mưu điên rồ Và phát ngôn không kiểm soát về Nga Ông Medvedev cho rằng EU đã mất khả năng hành động độc lập Không chỉ trên toàn cầu mà thậm chí là tại châu Âu Ông nói EU đã tự dẫn mình đến vực thẳm Khi quyết định trở thành kẻ thù của Nga Trước sự xú dục của Washington quan chức Nga khẳng định các cường quốc trên thế giới sớm hay muộn sẽ thống nhất cách cùng tồn tại trong điều kiện địa chính trị mới. Nhấn mạnh Washington sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thỏa thuận với Nga, Trung Quốc và các quốc gia Nam bán cầu. EU liên tục áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Nga từ khi xung đột Ukraine bùng phát. Tháng trước, EU duyệt gói trừng phạt thứ 13 nhằm vào Nga. Trong gói trừng phạt nhằm vào Nga này, EU liệt hơn 190 thực thể và cá nhân giúp Nga mua vũ khí vào danh sách đen. Theo đó, những cá nhân trong danh sách trừng phạt sẽ bị phong tỏa tài sản trong khi các công dân và công ty của eu hiện bị cấm cung cấp vốn cho những trường hợp này ngoài ra các cá nhân bị trừng phạt sẽ phải đối mặt với lệnh cấm du lịch không được nhập cảnh hoặc quá cảnh qua lãnh thổ eu các biện pháp trừng phạt của eu đối với nga nhằm mục đích làm suy yếu nền kinh tế nga và khiến nước này không thể tài trợ cho hoạt động quân sự của mình thế nhưng nền kinh tế nga vẫn đứng vững nhờ những thay đổi chính sách tài khóa kịp thời và sự chuyển hướng phần lớn thương mại của nước này sang châu á nhóm biện pháp trừng phạt của EU chủ yếu nhắm đến xuất khẩu kim cương của Nga, cũng như các biện pháp thắt chặt việc thực thi giới hạn giá dầu nhằm hạn chế doanh thu mà Điện Kremlin thu được từ việc bán dầu thô cho các nước ngoài EU. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố các đòn trừng phạt chớp nhoáng của phương Tây nhằm vào nền kinh tế nước này đã thất bại hoàn toàn. Ông nói, bất chấp các lệnh trừng phạt, tăng trưởng nền kinh tế của Nga sẽ hơn 3%, trong khi các nền kinh tế khác như Đức sẽ bị suy thoái. Trước đó, Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ hành động nào liên quan đến tài sản của Nga từ Mỹ và các đồng minh sẽ dẫn đến biện pháp đáp trả tương tự. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga ông Dmitry Medvedev cho rằng các đại sứ Liên minh châu Âu-EU nên bị trục xuất khỏi Nga vì từ chối thảo luận về việc can thiệp bầu cử với Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Theo ông Medvedev, đại sứ các nước EU tại Nga đã từ chối gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nga. Họ có thể đã làm theo lời khuyên từ Bruxelles. Chuyện này hoàn toàn đi ngược lại với ý tưởng về sự tồn tại của các cơ quan ngoại giao và nhiệm vụ của đại sứ. Những đại sứ EU này nên bị trục xuất khỏi Nga và mức độ quan hệ ngoại giao nên bị hạ cấp. Ông cũng chỉ trích các nhà ngoại giao EU yếu kém về mặt chính trị và không hiểu nhiệm vụ thực sự của mình. Phát biểu tại sự kiện dành cho giới trẻ ở thị trấn Sirius bên bờ biển Đen của Nga, ngoại trưởng Lavrov nói: Moscow đã mời các đại sứ EU đến dự một cuộc họp nhằm cảnh báo không nên can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Theo ông, các cơ quan chức năng Nga đã thu thập rất nhiều tài liệu về sự hỗ trợ của nước ngoài dành cho phe đối lập ở Nga, nhưng không giải thích thêm. Tuy nhiên, hãng tin RBK dẫn lời phái đoàn EU tại Nga xác nhận các đại sứ EU đã phớt lờ lời mời của ông Lavrov. Phát ngôn viên phái đoàn EU nói, chúng tôi được mời thảo luận về mối quan hệ giữa EU và Nga, nhưng bây giờ Ngoại trưởng Lavrov lại nói, ông ấy muốn dạy bảo chúng tôi. Điều này cho thấy chúng tôi đã đúng khi từ chối lời mời. Phái đoàn EU cũng cho hay, mức độ tin cậy thấp xuất phát từ những bất đồng về cuộc xung đột ở Ukraine và cái chết của nhà hoạt động đối lập Nga Alexei Navalny. Trong những năm gần đây, quan hệ giữa Nga và nhiều nước phương Tây đã rơi xuống mức thấp lịch sử do những bất đồng về cuộc xung đột Ukraine và nhiều vấn đề khác như những tranh cãi về an ninh ở châu Âu và việc NATO mở rộng hoạt động. Liên quan đến diễn biến xung đột nga ukraina quan chức hàng đầu của DTEK, hãng năng lượng tư nhân lớn nhất tại Ukraine, vừa cảnh báo rằng các trì hoãn trong viện trợ của Mỹ đã làm suy yếu năng lực của Kiev khi đương đầu với các cuộc tấn công của Nga nhằm vào nguồn cung điện. Cụ thể, Tổng Giám đốc Điều hành của DTEK, ông Maxim Timchenko nói rằng Ukraine có thể thua trong chiến tranh năng lượng với Nga nếu viện trợ của Mỹ tiếp tục bị đình trệ và không tới Ukraine sớm. Lời tuyên bố trên của ông Timchenko đã làm tăng thêm mối quan ngại ngày càng lớn của Kiev về gói viện trợ dành cho họ bị phe Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ chặn lại. Giới chức Ukraine cho biết gói viện trợ này cần được chuyển đến nước này trong vòng một tháng để giúp lực lượng vũ trang của họ ngăn chặn chiến dịch của Nga ở Ukraine hiện đã bước sang năm thứ ba. Ông Timchenko nói, chiến thắng của Ukraine phụ thuộc không chỉ vào những người chiến đấu ở tiền tuyến mà còn ở cách sinh tồn của nền kinh tế chúng tôi, vào cách duy trì hoạt động của các ngành công nghiệp và doanh nghiệp. Theo ông, nguồn cung cấp điện quan trọng ngang hàng nhau trong cả mùa hè lẫn mùa đông. Ngân hàng Thế giới vào tháng 11 năm 2023 ước tính rằng thiệt hại của ngành năng lượng Ukraine trong xung đột vũ trang với Nga là ở mức 12 tỷ đô la Mỹ, với hơn 50% cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này bị hại trong mùa đông 2022-2023. Theo ông Timchenko, trong những tháng đầu của mùa đông, Ukraine được chuẩn bị tốt hơn và vẫn bảo vệ khá tốt cơ sở hạ tầng năng lượng của mình nhưng trong những tuần gần đây có thêm nhiều uav và tên lửa của đối phương đánh trúng mục tiêu ukraine hiện đang chật vật duy trì hệ thống phòng không trong bối cảnh nguồn cung đạn dược từ phương tây cạn kiệt dần tổng giám đốc timchenko đã gợi ý một trong những cách ukraine có thể nâng cao sự kiên cường của mình trước các đòn tấn công của nga là bằng cách mở rộng năng lượng tái tạo một vụ nổ nghiêm trọng bên trong nhà máy điện có thể gây mất điện diện rộng ngay tức khắc nhưng sự cố này ít xảy ra tại các trang trại tạo điện gió vì tại đây việc tạo ra cùng một lượng điện như ở nhà máy sẽ được phân bố ra nhiều tua bin khác nhau nên một cú tấn công riêng lẻ sẽ khó làm ngừng quá trình sản xuất điện. Hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc ngày 3 tháng 3 đưa tin về tình chính sát quân sự đầu tiên do quân đội Hàn Quốc phóng vào tháng 12 năm 2023 đã chụp được nhiều hình ảnh về các địa điểm ở Triều Tiên. Một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết, trung tâm Bình Nhưỡng và các tàu trong cảng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Do đã qua trình sửa nên các bức ảnh vệ tinh được truyền gần đây có độ phân giải tốt, đúng như mong đợi. Nhiều suy đoán cho rằng, việc các con tàu cũng được chụp lại rõ ràng thì trụ sở Đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng, nơi đặt văn phòng của Chủ tịch Kim Jong-un chắc chắn cũng đã bị vệ tinh phía Hàn Quốc ghi lại. Chia sẻ với tờ Jong Ang -in Người đứng đầu trung tâm tên lửa tại Viện Chiến lược An ninh Quốc gia Hàn Quốc, Jang Kyung Chang cho biết, nếu đi theo mục tiêu thì Hàn Quốc có thể xác định không chỉ văn phòng của ông Kim Jong-un ở Bình Nhưỡng, mà còn cả các loại tên lửa hay các loại ô tô di chuyển qua đó. Từ đầu năm đến nay, khi tình hình trên bán đảo Triều Tiên không ngừng biến động theo chiều hướng xấu, khi cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều gia tăng các hành động quân sự đối với nhau, cùng với các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn là các vụ thử tên lửa của Triều Tiên khiến dư luận không khỏi quan ngại. Trong một tuyên bố, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đặc biệt nhấn mạnh, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến trên bán đảo Triều Tiên. Gần đây, sự đối đầu giữa các bên liên quan ngày càng gia tăng, dẫn đến căng thẳng liên tục trên bán đảo Triều Tiên. Là quốc gia láng giềng, chúng tôi kêu gọi duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại và tham vấn. Trong tình hình hiện tại, chúng tôi hy vọng tất cả các bên liên quan sẽ giữ bình tĩnh và kiềm chế các hành động làm trầm trọng thêm căng thẳng, cũng như tránh làm leo thang tình hình hơn nữa để tạo điều kiện cho các cuộc đối thoại có ý nghĩa bên cạnh sự gia tăng các hành động quân sự của Hàn Quốc và Triều Tiên là mối quan hệ đi xuống giữa hai bên. Nhà chức trách Triều Tiên mới đây tuyên bố không có ích gì trong nỗ lực thống nhất với Hàn Quốc. Trong cuộc họp cuối năm 2023, nhà lãnh đạo Triều Tiên thậm chí còn xác định mối quan hệ Triều Tiên là mối quan hệ giữa hai quốc gia thù địch. Đáp trả, chính phủ Hàn Quốc cũng có nhiều tuyên bố được cho là khá cứng rắn với Triều Tiên. Mới đây nhất, trong thông điệp đầu năm nay, Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-yeol thông báo Hàn Quốc và Mỹ sẽ hoàn tất hệ thống răn đe mở rộng trong nửa đầu năm nay để ngăn chặn các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Chảo lửa Trung Đông tiếp tục nóng lên với loạt diễn biến mới của cuộc xung đột Israel-Hamas. Thưa quý vị, trong lúc căng thẳng với Hezbollah tiếp tục, Israel vừa tố hơn 450 nhân viên của Cơ quan Liên Hợp Quốc về Cứu trợ Người Tị nạn Palestine, UNRWA, là đặc vụ quân sự tuyển từ Hamas và các nhóm vũ trang khác một số nhân viên thậm chí còn tham gia vào cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ Israel. Quân đội Israel hôm ngày 4 tháng 3 cho biết cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) ở Gaza đã tuyển dụng hơn 450 đặc vụ quân sự từ lực lượng Hamas và các nhóm vũ trang khác. Israel cho biết đã chia sẻ thông tin tình báo này với Liên hợp quốc. Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) hiện đang là tâm điểm cơn bão ngoại giao. Sau khi Israel cáo buộc nhiều nhân viên của cơ quan này đóng vai trò là thành viên của Hamas, một số nhân viên thậm chí còn tham gia vào cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas vào lãnh thổ Israel. Mỹ và các quốc gia khác đã tạm dừng tài trợ cho UNRWA. Người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, hơn 450 nhân viên UNRWA là đặc vụ quân sự trong các nhóm khủng bố ở Gaza. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà là có hệ thống. Không có tuyên bố, chúng tôi không biết Hamas lợi dụng các tổ chức nhân đạo và sử dụng chúng để phạm tội ác chống lại loài người. Những kẻ khủng bố này được UNRWA tuyển dụng, nhận lương do cộng đồng quốc tế chi trả. Các khoản quyên góp nhằm mục đích nhân đạo, nhằm mang lại lợi ích cho người dân Gaza, nhưng lại đang tài trợ cho những kẻ giết người hàng loạt. Chúng tôi đã chia sẻ, cũng như cung cấp thêm thông tin tình báo cho các đối tác quốc tế của chúng tôi, bao gồm cả Liên Hợp Quốc. Trong một phản ứng, UNRWA cho biết họ hoàn ngành tất cả thông tin để đưa vào cuộc điều tra độc lập mà Liên Hợp Quốc đang tiến hành. Các nhà lãnh đạo Palestine đã cáo buộc Israel tấn công chính trị vào UNRWA và kêu gọi khôi phục nguồn tài trợ cho tổ chức này. UNRWA tuyển dụng 13.000 người ở Gaza và cung cấp trợ giúp hàng ngày cho hơn một nửa trong số 2,3 triệu người Palestine ở Gaza. Việc đóng băng tài trợ đã làm trầm trọng thêm căng thẳng đối với một cơ quan cứu trợ, vốn đã cạn tài chính trong gần 5 tháng chiến tranh. Đặc phái viên Mỹ Amos Hofstein đã có chuyến thăm Liban hôm qua ngày 4 tháng 3, để tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt các cuộc giao tranh giữa lực lượng Hezbollah ở Liban và quân đội Israel. Tuy nhiên, chưa có những dấu hiệu tích cực trong việc giảm căng thẳng xung đột giữa hai bên. Trả lời phỏng vấn sau cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Liban Nabi Peri hôm qua ngày 4 tháng 3, đặc phái viên Mỹ Amos Hochstein cho biết một lệnh ngừng bắn ở Gaza nếu đạt được sẽ không ngay lập tức giúp chấm dứt các hành động thù địch giữa Hezbollah và Israel, đồng thời cảnh báo về nguy cơ xung đột gia tăng. Ông Hochstein nhấn mạnh, Mỹ vẫn cam kết thúc đẩy các giải pháp an ninh lâu dài thông qua biện pháp ngoại giao. Trong những tuần qua, giao tranh giữa lực lượng Hezbollah và quân đội Israel liên tục gia tăng. Cũng trong ngày hôm qua, một cuộc không kích của Israel vào miền Nam Liban đã làm ba nhân viên y tế Hezbollah thiệt mạng. Trong khi đó, một vụ tấn công bằng tên lửa chống tăng của Hezbollah vào một thị trấn miền Bắc Israel đã làm 8 người thương vong. Trong những tháng gần đây, các phái đoàn phương Tây, trong đó các nhà ngoại giao hàng đầu từ Pháp, Anh và Đức đã tới Liban để kêu gọi các bên kiềm chế và thảo luận về các giải pháp cho cuộc xung đột tại biên giới Israel Liban. Trong đó, Pháp đưa ra kế hoạch thúc đẩy các cuộc đàm phán để giải quyết xung đột Israel Hezbollah, với việc Hezbollah rút lui khỏi biên giới khoảng 12 km và Israel tạm dừng các cuộc tấn công. Sáng ngày 4 tháng 3 giờ địa phương, quân đội Israel IDF đã tiến hành đợt truy quét dữ dội nhất tại thủ đô Ramallah của chính quyền Palestine PA ở bờ Tây, bắt giữ ít nhất 5 năm người, khiến một trẻ vị thành niên thiệt mạng. Đây là cuộc đột kích lớn nhất của Israel vào thành phố này trong nhiều năm. Các nhân chứng ở Ramallah cho biết, lực lượng Israel đã lái hàng chục phương tiện quân sự vào thành phố, trụ sở của chính quyền Palestine do Tổng thống Mahmoud Abbas lãnh đạo. Hãng thông tấn Wafa của Palestine đưa tin, tại trại tị nạn Amari đã nổ ra các hoạt động phản kháng của người dân. Sau đó, binh sĩ Israel nổ súng vào một nhóm thanh niên Palestine, khiến một thiếu niên 16 tuổi thiệt mạng. IDF cũng điều máy móc đến phá hủy nhà của một người dân ở thành phố Nablus với cáo buộc người này là thủ phạm thực hiện vụ khủng bố hồi tháng 4 năm ngoái. Bạo lực bùng phát tại bờ Tây sau khi nổ ra cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza. Đến nay, 400 người Palestine đã thiệt mạng trong những cuộc chạm trán với các lực lượng an ninh của Israel. Bộ Ngoại giao Palestine cho biết, Israel đang biến cuộc sống của người Palestine ở bờ Tây trở thành địa ngục không thể chịu đựng nổi bằng các hành động bao gồm đột kích, giam giữ và hạn chế di chuyển, đồng thời cảnh báo về những rủi ro nghiêm trọng khiến bờ Tây rơi vào bạo lực và tình trạng hỗn loạn. Trước đó, phát ngồi viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Mỹ vẫn hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn để đổi lấy việc phóng thích con tin vào dịp tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, bắt đầu từ ngày 10 tháng 3. Theo ông Kirby, Hamas vẫn chưa đồng ý với các điều khoản của một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trong vòng 6 tuần để đổi lấy việc phóng thích một số người bị ốm người già và bị thương vốn bị Hamas bắt làm con tin sau cuộc tấn công Israel tháng 10 năm ngoái. Ông Kirby cũng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục thả viện trợ nhân đạo xuống Gaza và đang tìm cách thiết lập một hành lang viện trợ đường biển để gia tăng số hàng vận chuyển. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có cuộc gặp với thành viên nội các chiến tranh Israel Ben Gant tại Nhà Trắng ngày 4 tháng 3 để thảo luận tình hình ở Gaza. Phó Tổng thống Kamala Harris một lần nữa lên án vụ tấn công hôm ngày 7 tháng 10 của Hamas, cũng như việc phong trào này bắt cóc các con tin trong đó có công dân Mỹ. Nội dung thảo luận cũng bao gồm tình hình ở Rafa và sự cần thiết có một kế hoạch nhân đạo đáng tin cậy và khả thi trước khi tiến hành mọi kế hoạch quân sự lớn nhằm bảo vệ an toàn cho dân thường. Phó Tổng thống Mỹ kêu gọi Israel có các biện pháp bổ sung trong hợp tác với Mỹ và các đối tác quốc tế nhằm gia tăng dòng chảy viện trợ vào Gaza cũng như đảm bảo viện trợ được phân phối tới người dân một cách an toàn. Cùng ngày 4 tháng 3, Bộ ngoại giao Mỹ cho biết, nước này đang tìm cách đưa viện trợ vào Gaza thông qua nhiều kênh nhất có thể nhằm giải quyết tình trạng khủng hoảng nhân đạo tại đây. Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ, Matt Miller cho biết, Washington lạc quan về một hành lang viện trợ đường biển mà nước này đang tìm cách thiết lập. Theo ông Miller, mục đích của Mỹ là xây dựng một chiến lược viện trợ toàn diện qua đường hàng không, đường bộ và đường biển nhằm tối đa hóa việc vận chuyển viện trợ cho Gaza và để đảm bảo viện trợ sẽ được phân phối cho mọi người dân ở khu vực này. Ông Miller cũng cho biết, Mỹ cũng sẽ tiếp tục sử dụng máy bay quân sự để thả viện trợ xuống Gaza. Chính quyền tổng thống Joe Biden vẫn tiếp tục gây sức ép với Israel về việc mở thêm một cửa khẩu biên giới nhằm đưa viện trợ vào khu vực phía bắc Gaza, nơi có khoảng nửa triệu người đang thiếu lương thực. Mỹ cũng tiếp tục kêu gọi Israel làm nhiều hơn nữa nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo kể từ khi hơn 100 người dân Palestine bị thiệt mạng trong khi chờ nhận viện trợ tuần trước. Theo ông Miller, chính quyền tổng thống Biden đang thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nhằm đổi lấy việc trao trả các con tin bị Hamas bắt giữ hôm ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Một thỏa thuận ngừng bắn sẽ giúp cải thiện tình trạng nhân đạo hiện nay ở Gaza. Lực lượng hầu thi được cho là thu giữ phương tiện không người lái dưới nước Remus-600 của Mỹ. Nhiều chuyên gia lo ngại Iran sẽ có cơ hội nghiên cứu các loại UAV này. Một đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội Telegram tuần trước cho thấy cảnh lực lượng hầu thi thu giữ các thiết bị quân sự hoạt động dưới biển của quân đội Mỹ. Cụ thể, trong đoạn video, có thể thấy một thiết bị màu vàng được cho là phương tiện tự hành dưới nước AUV Remus-600 của Mỹ một số nguồn tin cho rằng phương tiện không người lái dưới nước trên đã được vận chuyển đến iran tại đó các chuyên gia iran sẽ mổ xẻ để tìm hiểu về cấu trúc các bộ phận và cách thức hoạt động của chiếc auv tuy nhiên vẫn chưa thể xác minh những thông tin trên do hình ảnh trong clip bị mờ chất lượng thấp như hiện tại cả chính phủ mỹ lẫn chính quyền ở yemen hay iran đều chưa đưa ra tuyên bố nào về thông tin trên nếu nguồn tin trên là chính xác điều này được cho là có giá trị lớn đối với quân đội iran Mặc dù AUV Remus 600 không có khả năng tấn công, nhưng khả năng chống biển của nó có thể cách mạng hóa chiến lược quân sự của quốc gia này. Đối với AUV Remus 600 là một phương tiện tự hành dưới nước được sử dụng chủ yếu để khảo sát thủy văn, giải quyết các mối đe dọa về bom mìn, giám sát môi trường, lập bản đồ địa hình và lấy mẫu khoa học. Được sản xuất bởi Hydroid Inc, một công ty con của Consperg Maritime, chiếc AUV này nổi bật nhờ tính linh hoạt và độ bền, được thiết kế để triển khai ở độ sâu tới 600m dưới bề mặt. Các ứng dụng khác nhau của nó được Hải quân Mỹ đánh giá cao. Họ chủ yếu sử dụng Remote 600 để chống miền. Số ná quét của Remote 600 có độ phân giải cao, cho phép nó phát hiện, phân loại và định vị các mối đe dọa dưới nước. Đúng như tên gọi, Remote 600 có thể hoạt động tới độ sâu 600m, thể hiện độ bền, độ tin cậy và khả năng thu thập dữ liệu chất lượng của phương tiện này. Phạm vi hoạt động của Remote 600 rất ấn tượng, tùy thuộc vào tốc độ và cấu hình tải trọng. Nó có thể di chuyển trên quãng đường lên tới 286 km trong một nhiệm vụ. Chiếc AUV này còn được trang bị một loạt các cảm biến và thiết bị cho phép nó thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ khác. Về thông số kỹ thuật, Remote 600 có tải trọng 40 kg, nghĩa là nó có thể mang nhiều loại dụng cụ và cảm biến. Được cung cấp năng lượng bởi pin lithium ion, nó có độ bền rất cao. Hơn nữa, thiết kế mô đun của Remote 600 cho phép bảo trì đơn giản và hoán đổi tải trọng để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ khác nhau những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình bản tin thế giới ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại